Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện Vợ Mua. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Sau khi màn cầu hôn dưới sự chứng kiến của rất nhiều cặp mắt, có ngưỡng mộ, có ganh ghét, có hận thù và có cả những ánh mắt chúc phúc, nhưng ở dưới sân khấu hiện tại lại dấy lên một số tia xì xầm bàn tán về Tuệ Mộc. Nào là cô cũng chỉ là một kiến trúc sư, làm sao xứng với Nguyễn Long Thần? Hay khác là cho dù cô có nhận lại được gia đình đi nữa thì có đảm đương được chức vụ tổng thống phu nhân hay không? Và có rất nhiều ý kiến trái chiều nói về Tuệ Mộc. Nhưng thay vì lo sợ thì Tuệ Mộc lại hết sức bình tĩnh. Cô chỉ đứng yên ở đó và nở một nụ cười không hề kiêu ngạo, nhưng lại chẳng hề tự ti một chút nào. Nụ cười đầy chứa hàm ý này của Tuệ Mộc làm cho rất nhiều quan khách ở đây phải khó hiểu, đặc biệt là những vị tiểu thư yêu ngầm Ngụy Long Thần và muốn nhân ngày hôm nay để tỏ bày lòng mình. Nhưng vẫn chưa có cơ hội nói thì đã thấy anh cầu hôn Tuệ Mộc rồi. Cho dù Tuệ tiểu thư có nhận lại gia đình cũng không thể nào xứng với danh phận Ngụy phu nhân được. Dù cô có hai ba đứa con thì sao chứ? Chắc gì cả ba đứa đều là con của Ngụy tiên sinh. Tuệ tiểu thư đúng là rất xinh đẹp và quý phái, nhưng mà để xứng với cái danh phận Ngụy phu nhân thì hoàn toàn không thể nào. Ngụy Long Thần đang định lên tiếng giải thích thì Tuệ Mộc ngăn anh lại. Hành động này của Tuệ Mộc khiến Ngụy Long Thần có chút lo sợ, nhưng lại làm cho Thẩm Vân Kiều phải chú ý, nhìn cô với cặp mắt đầy sự thú vị. Vì Tuệ Mộc muốn bản thân cô tự mình giải quyết những việc còn con này, không cần phải nhờ sự ra mặt của Ngụy Long Thần. Tuệ Mộc cầm lấy micro, nhẹ nhàng cúi người, thể hiện bản chất lịch sự tối thiểu của con người với con người. Sau đó cô bắt đầu nói. Thứ nhất, vị tiểu thư này, cô gọi sai tên của tôi rồi. Tôi tên là Tuệ Mộc, họ là Hoàng Phủ, tên đầy đủ là Hoàng Phủ Tuệ Mộc. Còn về việc xứng với Ngụy Long Thần hay không, vậy cô có bao giờ nghĩ lại, nếu không có chức vụ tổng thống thì Ngụy Long Thần có xứng với tôi hay không? Một nhiệm kỳ tổng thống chỉ kéo dài 5 năm. Nếu sau này Ngụy Long Thần không còn là tổng thống nữa, vậy thì đến lúc đó chẳng phải anh ấy sẽ biến thành không xứng với Hoàng Phủ tôi sao? Ngụy Long Thần á khẩu, thanh niên bị vợ mần nhục, tất cả mọi quan khách ở đây im bặt. Vậy có nghĩa là Tuệ Mộc chính là vị công chúa mà nhà Hoàng Phủ mới công bố gần đây sao? Chẳng trách khi nhiều người bàn tán như vậy mà cô vẫn giữ được nét bình tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Những ngôn từ mà cô phát ra đều rất đánh thép, chẳng khác nào Hoàng Phủ tước. Thứ hai, vị này là Hứa tiểu thư đúng chứ? Tôi từng gặp cô ở một sự kiện thời trang. Cô nói tôi sinh ba đứa con, nhưng chưa chắc là con của Ngụy Long Thần. Vậy thì ở đây tôi cũng muốn nói luôn, nếu như bây giờ tôi không chấp nhận lời cầu hôn của Ngụy Long Thần thì ba đứa con của tôi vẫn còn rất nhiều ứng cử viên với vị trí cha của ba đứa bé. Con trai lớn mang họ Ngụy, nhưng tôi vẫn có thể thay thế bằng họ Hoàng Phủ. Với lại kinh tế hiện tại của Hoàng Phủ Tuệ Mộc hoàn toàn không cần phụ thuộc vào Ngụy Long Thần. Ngụy Long Thần á khẩu, thanh niên bị vợ mần nhục lần thứ hai. Thứ ba, cảm ơn lời khen về sự cao quý và xinh đẹp, nhưng mà cô nói thiếu rồi, tôi còn rất giàu có. Cô xem gia tộc Hoàng Phủ to lớn như thế nào, trong tay còn biết bao nhiêu là tài sản. Hơn hết, lúc nãy chắc cô cũng đã nghe rõ, hiện tại toàn bộ tài sản của Ngụy Long Thần đều là của tôi. Vậy thì người không xứng đáng là ai đây? Ngụy Long Thần á khẩu. Sau khi Tuệ Mộc nói xong liền có một tràng vỗ tay vang lên. Người vỗ tay không ai khác chính là Thẩm Vân Kiều. Nhiều năm nay dường như Tuệ Mộc là người đầu tiên dám ăn nói như vậy với Ngụy Long Thần. Quả nhiên là một nữ cường nhân, chả trách Ngụy Long Thần lại say đắm cô nàng này như vậy. Nhưng riêng các vị tiểu thư khi nãy lại á khẩu không biết nên nói gì. Bất chợt từ phía cổng chính của hội trường, Thẩm Vân Kỳ bước đến, bên cạnh còn có Sử Vận Hiên. Cô ta còn không ngần ngại mà vỗ tay tán thưởng những lời nói mà Tuệ Mộc vừa nói, gương mặt còn nở một nụ cười đầy sự thân thiện nói. Quả nhiên là Hoàng Phủ tiểu thư có khác, ăn nói đều rất thận trọng.
nhưng lại chứa đầy hàm ý. Sau đó, Thẩm Vân Kỳ và Sử Vận Hiên bước đến trước mặt Tuệ Mộc. Cô ta cũng không ngần ngại đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Hoàng phủ tiểu thư, tôi là Thẩm Vân Kỳ, người muốn khởi kiện cô. Tuệ Mộc nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Thẩm Vân Kỳ, từ từ đưa tay ra bắt lấy của cô ta. Tuệ Mộc thấy được sức nắm của Thẩm Vân Kỳ là cố ý, nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng rồi siết chặt tay lại, khiến Thẩm Vân Kỳ có chút nhăn nhó. Sau đó Tuệ Mộc dịu dàng lên tiếng, xin chào Thẩm tiểu thư, tôi là Hoàng phủ Tuệ Mộc, là người sẽ hủy hoại thanh danh của cô trong ngày mai. Nghe Tuệ Mộc nói như vậy, Thẩm Vân Kỳ cũng không hề tỏ ra thái độ tức giận, mà trái lại còn mỉm cười một cách đầy tự tin. Tuy nhiên, Sử Vận Hiên ở bên cạnh cô ta đã sớm nổi khùng lên rồi. Vì Sử Vận Hiên thật lòng yêu Thẩm Vân Kỳ, mà anh ta không biết rằng phía sau anh ta còn có một cô gái nhiều năm vẫn chờ đợi anh ta trong vô vọng. Đứng từ phía xa, Thẩm Vân Kiều nhìn thấy rất rõ nét mặt giận dữ của Sử Vận Hiên. Khi nghe Tuệ Mộc nói như vậy với Thẩm Vân Kỳ, bàn tay của Vân Kiều siết chặt lại, trái tim có chút không thoải mái. Thẩm Vân Kỳ nhìn Tuệ Mộc rồi lại nhìn sang Ngụy Long Thần, người đàn ông mà năm xưa được mệnh danh là nam thần của trường, nhưng lại yêu thầm một cô nữ sinh không ra gì như Tần Nhược Ái. Không chỉ vậy, sau đó còn dính đến nhiều vụ lùm xùm với ba đứa con gái nhỏ Tần, không hề giống với người trong mộng của cô ta. Bao nhiêu năm nay luôn chung thủy với một người, ngoài ra còn chưa bao giờ dính líu đến những người phụ nữ khác, như vậy mới xứng đáng với tình yêu của Thẩm Vân Kỳ chứ. Tuy nhiên, người đàn ông đó mãi mãi không phải là Sử Vận Hiên. Hoàng phủ tiểu thư quả nhiên là người có mắt nhìn. Học trưởng Ngụy năm đó là một trong những nam thần mà nhiều nữ sinh mến mộ. Chuyện tình cảm của anh ấy và Tần tiểu thư đã vang danh cả trường. Cứ nghĩ họ sẽ... À mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Tuệ Mộc đấu đá với Thẩm Vân Kỳ cũng đã gần 2 năm rồi, những chiêu trò khích tướng này cô sớm đã quá quen. Nhưng lần này Tuệ Mộc không trầm mặc, mà ngược lại còn mỉm cười dịu dàng. Cô nói đúng đấy, tôi cứ nghĩ Ngụy Long Thần sẽ lấy Tần tiểu thư cơ, ai mà ngờ được anh ấy vẫn chờ tôi quay lại. Còn tôi, lúc đầu còn đang định tán tỉnh Lưu Dịch ca ca cơ, còn đang định sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng sau này lại có quá nhiều người muốn lấy tôi, khiến Hoàng phủ Tuệ Mộc tôi cảm thấy rất khó xử. Khi Tuệ Mộc nhắc đến Lưu Dinh thì Thẩm Vân Kỳ lại bắt đầu có sắc mặt khó coi. Hơn 10 năm Thẩm Vân Kỳ theo đuổi Lưu Dinh, từ bỏ gia đình, từ bỏ lòng tự tôn để bày tỏ tình cảm với anh ấy, cuối cùng chỉ nhận được một câu từ chối đến phũ phàng. Lúc đầu là vì Tần Nhược Ái, sau này lại vì Tuệ Mộc. Cũng vì thế mà 2 năm nay thứ mà Thẩm Vân Kỳ nhắm đến chính là lật đổ cô, để cho Lưu Dinh thấy rõ ai mới là người xứng đáng với anh. Nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả, vì bên ngoài Tuệ Mộc chỉ đơn thuần là một kiến trúc sư của một công ty, nhưng bên trong lại được bảo vệ một cách vô cùng chặt chẽ. Tựa như là chỉ cần ai đó làm tổn hại đến cô thì ngay lập tức đội quân hùng hậu phía sau lưng cô sẽ xuất hiện và bảo vệ lấy kim chủ của mình. Sử Vận Hiên nhìn thấy Tuệ Mộc nói móc người mình yêu như vậy, liền không kiềm chế được bản thân mà lên tiếng. Hoàng phủ tiểu thư, cô ăn nói nên cẩn trọng một chút, tiểu kỳ đến đây là để chúc mừng Ngụy tiên sinh mà thôi. Đương nhiên Sử Vận Hiên lên tiếng bảo vệ Thẩm Vân Kỳ thì người khó chịu nhất chính là Thẩm Vân Kiều. Tuệ Mộc nhìn sang cô ấy, thấy nụ cười trên môi của Thẩm Vân Kiều rất khó coi, xem ra là rất đau lòng. Khi Tuệ Mộc định lên tiếng phản bác thì Ngụy Long Thần bên cạnh đã lên tiếng trước. Dù sao bây giờ Tuệ Mộc cũng là vợ của anh, Ngụy Long Thần tuyệt đối không bao giờ để vợ phải chịu ấm ức như vậy, nên anh liền lên tiếng. Sử tiểu gia, vợ tôi nói cũng đâu có sai, với cả là một quý ông thì không nên xen vào chuyện của phụ nữ. Tuệ Mộc nhìn anh rồi mỉm cười ngọt ngào. Sau đó Tuệ Mộc nhìn sang Sử Vận Hiên, bắt đầu nói. Sử tam thiếu gia, thần không biết mắt của anh có vấn đề hay đại não không hoạt động, mà người yêu anh bằng tất cả trái tim thì anh không màng đến. Trong khi một người chỉ lợi dụng cái danh Sử tam thiếu thì anh lại giao hết trái tim cho cô ta. Sử Vận Hiên ơi Sử Vận Hiên, tôi chắc chắn sẽ có một ngày anh phải hối hận vì những điều ngu ngốc này. Thẩm Vân Kiều nhìn Tuệ Mộc, thì ra là cô đang nói giúp cho mình. Nhưng Thẩm Vân Kiều chỉ mỉm cười nhìn Tuệ Mộc một cái rồi xoay người bỏ đi. Hơn 20 năm sau,
Khi Thẩm Vân Kỳ chào đời thì có lẽ đây là lần đầu tiên có người nói giúp cô. Không chỉ vậy, người nói giúp còn là đối thủ của em gái mình. Thẩm Vân Kiều vừa rời khỏi vừa nở nụ cười chế giễu bản thân mình quá ngu ngốc. Hơn 10 năm Thẩm Vân Kỳ yêu Thẩm Lưu Dinh, cũng hơn 10 năm Sử Vận Hiên yêu mến và bảo vệ Thẩm Vân Kỳ. Và cũng gần ấy năm, Thẩm Vân Kiều bảo vệ, che chở và hy sinh vì Sử Vận Hiên. Có lẽ Thẩm Vân Kiều quá ngu ngốc chăng? Nhưng biết làm sao đây? Thẩm Vân Kiều thật lòng yêu Sử Vận Hiên, nhưng mà ngay đến nhìn anh ấy còn chưa lần nào nhìn đến Thẩm Vân Kiều, vậy thì tình cảm này chắc chắn không có kết thúc tốt đẹp. Hoàng phủ tiểu thư, đây là tôi cam tâm tình nguyện để Tiểu Kỳ lợi dụng, vì tôi yêu cô ấy. Cũng đúng, hạng người suy nghĩ thấp kém như anh làm sao xứng đáng với tình cảm của cô ấy. Đúng là chỉ có Thẩm Vân Kỳ mới xứng với tình cảm cao thượng của anh mà thôi. Ngụy Long Thần á khẩu, bà xã uy vũ bá đạo. Ngày hôm sau, hôm nay là ngày Tuệ Mộc có hẹn với công ty Ước Chân để nói về việc bản quyền về bản thiết kế mà Thẩm Vân Kỳ khởi kiện, nói cô là lấy cắp. Bây giờ là 9 giờ sáng, Tuệ Mộc và Thẩm Vân Kiều đã đến Ước Chân từ sớm. Lúc đầu Thẩm Vân Kỳ thấy Thẩm Vân Kiều đến thì đã thấy rất sai sai rồi. Vì từ trước đến giờ Thẩm Vân Kiều dù luôn đối đầu với cô ta, nhưng chưa bao giờ công khai đối địch như hiện tại. Thẩm Vân Kiều ngồi chéo chân bên cạnh Tuệ Mộc. Cho dù Thẩm Vân Kiều chỉ mới gặp Tuệ Mộc có một lần, nhưng cô lại có thể ra mặt để bảo vệ Thẩm Vân Kiều giống như người một nhà. Còn ở bên cạnh Thẩm Vân Kỳ, đương nhiên là có cả Sử Vận Hiên rồi. Tuy rằng mỗi lần Thẩm Vân Kiều nhìn thấy Sử Vận Hiên thì trái tim đều đau thắt, nhưng mà có lẽ cô ấy đã sớm quen với việc này rồi, nên khi nhìn thấy Sử Vận Hiên nắm tay của Thẩm Vân Kỳ thì Thẩm Vân Kiều cũng chỉ mỉm cười nhạt nhẽo. Hoàng phủ tiểu thư, chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Luật sư của tôi còn chưa đến. Thẩm tiểu thư gấp gáp cái gì chứ? Thẩm Vân Kỳ bắt đầu sốt ruột. Cô ta nhìn sang Sử Vận Hiên, nhưng anh ta bây giờ tuy đang nắm lấy tay của Thẩm Vân Kỳ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tuệ Mộc. Sau gần 10 phút chờ đợi thì cuối cùng cánh cửa của phòng họp được mở ra. Đi vào là Lưu Dinh với một số tài liệu trên tay. Khi Lưu Dinh đi vào, không chỉ Thẩm Vân Kỳ kinh ngạc, mà ngay cả Thẩm Vân Kiều cũng kinh ngạc không kém. Thường ngày Lưu Dinh ghét nhất là mặc vest, ấy thế mà hôm nay anh ấy lại mặc vest còn đeo thêm một cặp kính, thực sự rất xoái. Xin chào Thẩm tiểu thư, tôi là Lưu Dinh, luật sư của Hoàng phủ Tuệ Mộc. Thẩm Vân Kỳ khẩn trương, bây giờ càng khẩn trương hơn. Vốn dĩ cô ta lo sợ luật sư của Tuệ Mộc là một trong những cánh tay đắc lực của Ngụy Long Thần, nhưng trăm ngàn lần Thẩm Vân Kỳ hoàn toàn không nghĩ đến luật sư của cô lại là Lưu Dinh, người con trai cô ta bỏ ra hơn 10 năm thanh xuân để theo đuổi. Luật sư Lưu, mời ngồi. Không cần khách sáo, để tôi nói trước vậy. Sau đó Lưu Dinh kết nối máy chiếu cùng với một USB màu xanh lam, sau đó lại đi vào một tệp có tên là Tán. Thẩm Vân Kỳ nhíu nhíu mày, cái tên tiệm này là có ý gì đây? Xin phép tôi nói trước, bên Thẩm tiểu thư cho rằng Tuệ Mộc là người sao chép bản thiết kế của cô. Vậy đầu tiên Thẩm tiểu thư cũng nên đưa ra bằng chứng xác thực chứ. Lần này Thẩm Vân Kiều phải nhìn Tuệ Mộc bằng một ánh mắt khác hẳn hôm qua. Nếu như hôm qua Tuệ Mộc là một con thỏ nhỏ đáng yêu thì ngày hôm nay thực sự không khác gì một con cáo già đầy mưu mô. Có lẽ cô biết chỉ cần Thẩm Vân Kỳ nhìn thấy Điêu Dinh thì bao nhiêu cái gọi là IQ thiên tài liền bị đánh bay ra xa. Thẩm Vân Kỳ có chút lúng túng rồi ra hiệu với luật sư để đưa ra những bằng chứng, cho thấy bản thiết kế của cô ta được hoàn thành trước ngày mà Tuệ Mộc giao cho Ngụy Long Thần. Nhưng sắc mặt của Tuệ Mộc lại vô cùng bình thản, không hề nói gì cả, chỉ dừng dưng mỉm cười nhạt. Chưa để luật sư của cô ta nói gì thì Thẩm Vân Kiều đứng lên. Cô ấy đứng lên làm cho Thẩm Vân Kỳ và Sử Vận Hiên có chút kinh ngạc. Vân Kiều, em đang làm gì vậy? Thẩm Vân Kiều nhìn Sử Vận Hiên. Lại muốn đứng ra bảo vệ cô ta sao? Nếu là lần trước thì có lẽ Thẩm Vân Kiều sẽ rất đau lòng, nhưng bây giờ thì khác rồi, không còn đau lòng nữa mà thay vào đó là thương hại. Đúng, Thẩm Vân Kiều thương hại Sử Vận Hiên. Sử tiểu gia, chẳng lẽ tôi không được phép đứng về phía chính nghĩa hay sao?
hay là phải ngu ngốc đi theo cái thói xấu của Thẩm Vân Kỳ? Dù là chị em thì đã sao, cô ta làm sai, đương nhiên tôi phải đưa ra ánh sáng chứ. Thẩm Vân Kỳ giật mình, chẳng lẽ từ đầu thì Tuệ Mộc và chị hai của mình đã bắt tay để chống lại cô ta? Thảo nào bữa tiệc ngày hôm qua Tuệ Mộc lại nói sẽ hủy hoại thanh danh của cô ta vào hôm nay. Có lẽ họ đã có kế hoạch rồi. Sau khi một đoạn video của Thẩm Vân Kỳ và một cô gái ở trong công ty của Tuệ Mộc, lúc cô và Nguyễn Long Thần đang trao đổi thêm một vài thông tin, thì rất nhanh chóng cô gái kia đã chụp lại màn hình rồi gửi đi cho Thẩm Vân Kỳ. Tuy cô là mới nhìn thấy đoạn video này lần đầu tiên, nhưng lại không quá bất ngờ. Thẩm tiểu thư, bây giờ tôi có thể kiện cô tội vu khống thần chủ của tôi. Thẩm Vân Kỳ thẫn thờ một lúc, sau đó cô ta hất tay của Sử Vận Hiên ra, rồi bước đến trước mặt của Lưu Dinh. Bàn tay nhỏ của Thẩm Vân Kỳ nắm lấy tay của Lưu Dinh rồi nói: em làm những việc này chỉ là vì anh. Em muốn anh thấy rõ cô ta không phải là người tốt. Lưu Dinh, em thực sự yêu anh mà. Ở bên này, Sử Vận Hiên nhìn thấy một Thẩm Vân Kỳ vốn dĩ luôn kiêu căng và ngạo mạn, bây giờ lại nhu nhược để yêu Lưu Dinh. Vốn dĩ Thẩm Vân Kỳ là một người rất có cá tính và cả chính kiến của mình, nhưng từ khi nhìn thấy Lưu Dinh rồi yêu anh ta, thì Thẩm Vân Kỳ ngay cả lòng tự tôn của một người con gái cũng không còn nữa rồi. Bây giờ Thẩm Vân Kỳ lại vì Lưu Dinh mà dám làm ra những việc mất mặt như vậy, mà Sử Vận Hiên lại liên tục bảo vệ cô ta. Bây giờ Sử Vận Hiên nhìn về phía Thẩm Vân Kiều, nhưng tầm mắt của cô ấy hiện nay không còn ở chỗ của cậu ta nữa rồi. Có lẽ con số 12 năm đã quá đủ để Thẩm Vân Kiều chấm dứt sự ngu ngốc của mình khi tình cảm của cô ấy không được đáp lại. Nhưng bây giờ có lẽ Sử Vân Hiên hối hận rồi, thực sự hối hận rồi. Tuệ Mộng nói đúng, là do anh ta không biết trân trọng người ở bên cạnh, thì bây giờ trách ai? Còn bên cạnh Lưu Dinh, Thẩm Vân Kỳ đã nắm tay anh ta một lúc lâu nhưng vẫn không bị hất ra. Cô ta cứ nghĩ chắc chắn Lưu Dinh cũng hiểu tình cảm của mình. Nhưng chưa để suy nghĩ của cô ta kéo dài thêm lâu, hay chưa để Thẩm Vân Kỳ nói thêm câu gì, thì Lưu Dinh đã cười lạnh rồi nói: Mộc Mộc là người như thế nào cũng không đến phiên Thẩm tiểu thư phán xét. Hơn nữa là Thẩm tiểu thư là một người con gái, phiền cô giữ lại cho mình một chút tự trọng. Nói xong, Thẩm Vân Kỳ thẫn thờ rồi từ từ buông tay đang nắm Lưu Dinh ra. Tự trọng? Kể từ khi cô ta yêu Lưu Dinh thì cô ta vốn dĩ không còn lòng tự trọng nữa rồi. Nhưng bây giờ Lưu Dinh năm lần bảy lượt giúp đỡ Tuyển Mộc, 6 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thẩm Vân Kỳ nhìn Lưu Dinh rồi lại nhìn Tuệ Mộc, bất chợt cô ta cười lớn. Vì cô ta, vì cô ta nên em mới không còn tự trọng. Lưu Dinh, em yêu anh, em yêu anh hơn 10 năm cũng không bằng cô ta mới xuất hiện sao? Lưu Dinh, chẳng lẽ anh thực sự yêu con người đăng loàng như cô ta? Hoàng phủ Tuệ Mộc cao quý làm sao? Hết Diệp Chính Trung, rồi đến Ngụy Long Thật, sau đó lại là Quế Vạn Phong, rồi còn muốn quyến rũ cả cậu của mình. Bây giờ lại là Khi Huy và anh sao? Cô ta xứng sao? Chát, cái tát được giáng vào mặt của Thẩm Vân Kỳ, nhưng người đánh lại không ai khác chính là Lưu Dinh. Ánh mắt của anh ta hiện lên tia giận dữ cùng với nhau hiệp. Tôi cấm cô xỉ nhục Mộc Mộc. Anh đánh em, anh vì cô ta mà anh đánh em. Anh đánh tư cách gì mà đánh em? Tôi đánh tư cách là anh họ của Mộc Mộc đánh cô. Thẩm tiểu thư, cô là người có ăn có học, nhưng tại sao những phát ngôn của cô lại vô học như vậy? Không chỉ vậy, những phát ngôn của cô còn khiến tôi buồn nôn đấy. Thẩm Vân Kỳ giật mình. Anh họ Lưu Dinh là anh họ của Tuệ Mộc sao? Những thông tin này khiến không chỉ Thẩm Vân Kỳ kinh ngạc, mà ngay cả Thẩm Vân Kiều hay Sử Vận Hiên cũng kinh ngạc không kém. Còn Tuệ Mộc, từ sớm cô đã biết rồi nên cũng không có gì gọi là ngạc nhiên. Nhưng Tuệ Mộc chú ý hơn là chiếc camera đang giám sát mọi việc ở trong căn phòng này. Theo như sự phỏng đoán ban đầu, thì từ việc cô bị bắt cóc rồi lưu lạc bên ngoài, đến việc cô được Ngụy Long Thần mua lại tiểu quán bar, sau đó lại sắp xếp Tần Mộc Ái đến nhà khi cô đang mang thai,
Đến việc cô sinh Long Ân thì Nguyễn Long Thần liền nhận được tin tức từ Tần Nhược Ái. Tiếp theo là chuyện cô sang nước ngoài du học liền được Lưu Dinh gửi ảnh của Nguyễn Long Thần và Tần Nhược Ái. Rồi lại là chuyện Tần Nhược Ái quay trở về và cả việc cô lại nhận được công việc là thiết kế nhà cho Nguyễn Long Thần. Vốn dĩ đây là có sự sắp đặt từ trước, vậy ai là người đang đứng phía sau rụt dây chứ? Nhưng nếu như cô đoán không nhầm thì trang báo ngày mai sẽ là tin tức Lưu Dinh là anh họ của Hoàng Phủ Tuệ Mộc, tức là Hoàng Phủ Đan Kiều sẽ biết cậu con trai mà bà ta cứ nghĩ đã bị sinh non và chết kia vẫn còn. Tiếp theo có lẽ lại là một chuỗi bi kịch giữa Lưu Dinh và Hoàng Phủ Đan Kiều. Anh nói cái gì? Anh họ? Đúng vậy, tôi là anh họ của Mộc Mộc. Cô nghĩ nếu như tôi không có thân thích với Mộc Mộc, liệu bây giờ tôi còn độc thân sao? Lưu Dinh, anh có tư tình với cô ta? Lưu Dinh cười nhạt rồi nâng cằm của Thẩm Vân Kỳ lên một cách đầy thô bạo. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Còn cô, có cho không tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Nói xong, Lưu Dinh hung hăng hất cằm của cô ta sang một bên. Thẩm Vân Kỳ bị hất sang một bên liền mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Nếu như là thường lệ thì cô ta sẽ được sư thiếu gia đỡ dậy, nhưng bây giờ cậu ta cũng chỉ đứng nhìn mà thôi. Thẩm Vân Kỳ cười đến dại nhìn Lưu Dinh. Thì ra bao nhiêu năm nay anh không thèm đếm xỉa đến em là vì anh cho rằng em dơ bẩn. Em dơ bẩn như vậy là vì ai? Còn không phải là vì anh sao? Năm đó là vì Tần Nhược Ái, bây giờ lại là Tuệ Mộc. Lưu Dinh, vậy còn em, tình cảm của em anh phải trả làm sao đây? Lưu Dinh cười khinh bỉ rồi nhìn Thẩm Vân Kỳ bằng ánh mắt khiêu khích, khẽ nhếch mép rồi nói: tôi chưa bao giờ bắt ép cô phải yêu tôi, vậy thì vì lý do gì mà tôi phải đáp trả tình cảm của cô chứ? Sau khi đã xử lý xong việc của Thẩm Vân Kỳ thì Thẩm Vân Kiều cũng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng họp. Sử Vận Hiên bây giờ hối hận muốn chết, liền bỏ mặc cô gái mà bao nhiêu năm nay cậu ta ra sức che chở ở lại trong đó mà bước ra khỏi phòng họp đuổi theo Thẩm Vân Kiều. Có lẽ lúc trước ánh hào quang của Thẩm Vân Kỳ quá lớn làm cho Sử Vận Hiên không thể nhìn thấy được vẻ đẹp của Thẩm Vân Kiều. Bây giờ từ sau lưng cô nhìn ra, dáng vóc gợi cảm, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, vừa gợi lên sự nhẹ nhàng vừa gợi được sự quyến rũ. Tiểu Kiều. Thẩm Vân Kiều từ sớm đã biết Sử đại thiếu gia đang đi theo sau mình rồi, nhưng cô không muốn quan tâm đến. Bây giờ đoạn tình cảm 12 năm của Thẩm Vân Kiều cũng phải sớm đem ném bỏ. Thay vì cứ ngu ngốc ngồi ở đó hy sinh cho một người không xứng đáng thì Thẩm Vân Kiều nên đi tìm một chỗ dựa khác có phải tốt hơn không? Sau khi nghe Sử Vận Hiên gọi mình, Thẩm Vân Kiều cũng dáng nặn ra một nụ cười rồi nhẹ nhàng nhìn cậu ta nói: em rể tương lai, cậu gọi tôi có gì sao? Hơn nữa hình như cậu gọi sai rồi, nên gọi tôi một tiếng chị hai nhé. Tiểu Kiều, anh không có ý định gì cả, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Em rể, mời hỏi. Dù vẫn hiên nhìn Thẩm Vân Kiều đang cố tạo khoảng cách với mình nên không vui. Có lẽ trước đó đúng là cậu ta yêu say đắm Thẩm Vân Kỳ, nhưng mà bây giờ cậu ta đã ngộ ra rồi. Sử Vận Hiên chỉ xem Thẩm Vân Kỳ là một chi kỷ chi âm mà thôi, còn đối với Vân Kiều thì lại là cảm giác khác. Tiểu Kiều, tình cảm 12 năm của em dành cho anh còn không? Đương nhiên là không rồi. Giọng nam nhân trầm thấp mà còn rất mạnh mẽ vang lên phía sau của Thẩm Vân Kiều. Người đó không ai khác chính là Trịnh Kiêm. Lúc nãy Tuệ Mộc có nhắn tin cho Trịnh Kiêm nhờ anh ta đến đây để bảo vệ Thẩm Vân Kiều, vì Tuệ Mộc biết cho dù bên ngoài miệng Thẩm Vân Kiều cứ nói là sẽ thẳng thắn từ chối và đem vứt đoạn tình cảm kia của cô dành cho Sử Vận Hiên, nhưng Tuệ Mộc từng đứng ở vị trí đó cũng từng nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không được. Nên Tuệ Mộc thay vì nhờ Tề An thì lại nhờ Trịnh Khiêm sẽ tốt hơn. Lúc đầu Thẩm Vân Kiều còn chưa biết người đàn ông này là ai, nhưng sau một lúc nhìn kỹ thì mới biết đây chính là cánh tay đắc lực của Nguyễn Long Thần, sau này còn được xem là một trong những anh em chí cốt của Nguyễn Long Thần. Tuy xuất thân không cao quý
Nhưng mà Trịnh Khiêm hiện nay cũng được xem là người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố S. Sau đó đột nhiên trên eo của Thẩm Vân Kiều lại có một cánh tay mạnh mẽ đặt vào. Cô có chút ngượng ngùng. Tuy năm nay Thẩm Vân Kiều cũng đã 25 tuổi rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên có một người nam nhân đứng bên cạnh mà còn thân mật như vậy. Đương nhiên là ngượng muốn chết. Sử Vận Yên nhìn thấy Thẩm Vân Kiều không hề có ý định bài xích Trịnh Khiêm, liền đưa tay ra định kéo cô sang một bên, nhưng cánh tay của anh ta còn chưa chạm được Thẩm Vân Kiều thì đã bị Trịnh Khiêm gạt ra rồi. Anh có ý gì? Tôi nên hỏi Sử thiếu gia có ý gì đấy? Cậu là hôn phu của Thẩm nhị tiểu thư, vậy thì cánh tay của cậu đang chạm vào đâu đây? Thẩm Vân Kiều nhìn Trịnh Khiêm với ánh mắt mê dai, còn sáng long lanh nữa chứ. Thật ra Trịnh Khiêm chính xác là mẫu người đàn ông mà Thẩm Vân Kiều yêu thích, dùng hết tất cả mọi thứ của mình để bảo vệ người yêu. Tuy Trịnh Khiêm không được xem là tài phiệt có máu mặt, nhưng thay vì làm tài phiệt mà có quá nhiều việc bận, thì Thẩm Vân Kiều thích anh của hiện tại hơn. Nhưng Tiểu Kiều và anh cũng đâu có quan hệ gì. Không có quan hệ gì? Ai nói với cậu như vậy? Hơn nữa, cậu phải gọi cô ấy là chị vợ, chứ không phải Tiểu Kiều. Kiều Nhi, anh nói đúng không? Hả? Vâng. Kiều Nhi, trái tim thiếu nữ của Thẩm Vân Kiều bây giờ đang nhảy vũ điệu lambada rồi. Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa bá đạo, mà giọng nói còn mê người nữa, thì đố bố con nào chịu nổi cơ chứ. Thẩm Vân Kiều, thì ra tình cảm của cô cũng chỉ là như vậy. Tôi cứ tưởng cậu Sử thật đề cao bản thân. Vì sao Kiều Nhi phải cứ đi theo bên cạnh cậu? Người cậu yêu đang ở trong kia dây dưa với người cô ta yêu kìa. Cậu còn ở đây quấy rối Kiều Nhi làm gì? Sau khi Sử Vận Hiên rời đi thì Trịnh Khiêm cũng buông Thẩm Vân Kiều ra, liền khôi phục lại gương mặt lạnh tanh thường ngày, nhẹ nhàng cúi đầu. Xin lỗi đã mạo phạm Thẩm tiểu thư. Thẩm Vân Kiều ngẩn người, cái tên này thay đổi cũng nhanh thật đấy. Nhưng mà Thẩm đại tiểu thư đây đã nhắm trúng anh rồi, đừng hòng thoát thân. Thẩm Vân Kiều nhìn Trịnh Khiêm, bá đạo nâng gương mặt của anh ta lên, khẽ mỉm cười để quyến rũ. Mạo phạm rồi thì cũng nên chịu trách nhiệm chứ. Nghe Thẩm Vân Kiều nói ra những lời này, bất giác Trịnh Khiêm chỉ nở một nụ cười nhạt. Thẩm Vân Kiều nhìn thấy nụ cười này còn si mê hơn. Tại sao lúc trước cô không tìm được Trịnh Khiêm nhỉ? Nếu như trước kia gặp được anh sớm hơn thì bây giờ có lẽ cô đã yên bề gia thất rồi, chứ không phải mất 12 năm ở bên cạnh một người như Sử Vận Hiên. Nghĩ đến Sử Vận Hiên, gương mặt của Thẩm Vân Kiều vẫn còn lộ ra một nét thất vọng nhẹ nhẹ. Trịnh Khiêm nhìn thấy người con gái này thở dài, liền hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Cho dù những người bên ngoài luôn đồn rằng Thẩm đại tiểu thư là người cướp hôn phu của em gái, nhưng có lẽ bây giờ Trịnh Khiêm không thấy như vậy. Tôi đưa cô về nhé. Anh không chịu trách nhiệm thật sao? Nếu cô không phiền, tôi cũng không ngại. Thẩm Vân Kiều nở một nụ cười thật tươi. Đúng là thủ hạ bên cạnh Ngụy Long Thần, từ tính cách cho đến lời nói đều khiến người ta cảm thấy vui vẻ và an tâm. Sau đó Thẩm Vân Kiều thực sự để cho Trịnh Khiêm đưa mình về. Còn ở trong phòng họp hiện tại, sau khi Sử Vận Hiên đuổi theo Thẩm Vân Kiều thì Tuệ Mộc đã nở một nụ cười nhẹ, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trịnh Khiêm, nhờ anh ấy giúp Thẩm Vân Kiều. Còn ở trong phòng họp, đương nhiên cô phải ở lại để xem phim Ngôn Tình Ngược Tâm miễn phí rồi. Một bên là Liêu đại luật sư lạnh lùng, bá đạo và còn rất phũ phàng. Một bên là Thẩm nhị tiểu thư si tình, vì yêu mà bất chấp cả hình tượng cũng như thanh danh của mình, vừa nhu nhược vừa ngu ngốc mà còn khiến người ta cảm thấy chán ghét. Hai bên đang giằng co với nhau, Thẩm Vân Kỳ nắm chặt lấy tay của Lưu Dinh, dường như là không muốn để anh đi. Còn Tuệ Mộc thì rất thánh thiện, liền chụp ảnh lại rồi gửi cho bác sĩ Trình Hải Hà. Sau khi Trình Hải Hà nhận được liền cảm thấy không vui lắm. Cái tên Lưu Dinh này hôm trước vừa nói bản thân vẫn còn độc thân, vậy mà hôm nay lại dây dưa với người phụ nữ có hôn ước như vậy. Sau đó Tuệ Mộc còn rất nhân từ khi gọi Trình Hải Hà đến đây để diễn kịch. Tuy Trình Hải Hà là bác sĩ, nhưng thực sự cô nàng này có tố chất của một diễn viên lắm ấy chứ. Khi nghe đến diễn kịch, liền lập tức gật đầu rồi phi châu tới. Tuệ Mộc bây giờ thực sự rất muốn mua một ít bắp rang bơ và một ly nước ngọt để ngồi xem phim.
Chưa đến 5 phút thì từ cửa bước vào, Trình Hải Hà nhíu nhíu mày rồi lập tức nhập vai. Điều gì? Anh nói với em là anh đi làm việc giúp Tiểu Mộc Mộc. Cái này là việc của anh đó hả? Lưu Dinh nghe giọng nói quen quen liền giật mình. Ôi mẹ nó, crush của anh đây mà. Nhưng tại sao cô ấy lại nói như vậy? Chẳng lẽ Lưu Dinh nhìn về phía Tuệ Mộc thì cô cũng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với anh. Lúc này thực sự Lưu Dinh muốn bóp chết cô em họ này quá đi mất. Nhưng mà nếu như chỉ là diễn, vậy thì cũng phải diễn cho tốt một chút chứ. Bà xã, anh không có mà. Là cô ta không có liêm sỉ lôi kéo anh. Tuệ Mộc và Trình Hải Hà xém chút nữa là sặc nước miếng. Tính ra kịch bản của hai người chỉ là bạn gái thôi, ai mà ngờ cái tên Lưu Dinh này lại đẩy đến mức bà xã. Nhưng Trình Hải Hà vẫn nghiêm túc diễn tròn vai của mình. Cô ấy nhìn Lưu Dinh, đối với suy nghĩ của Trình Hải Hà thì nó là ánh mắt cảnh cáo. Nếu như anh còn nói bậy bạ, tôi liền xử lý anh. Nhưng đối với suy nghĩ của Thẩm Vân Kỳ thì lại giống như một ánh mắt nhắc nhở nhẹ. Anh còn không quay về bên này, định ở đó đi khi nào? Lưu Dinh lập tức hất Thẩm Vân Kỳ sang một bên, rồi bước đến phía sau của Trình Hải Hà. Cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng một cái, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Lưu Dinh rồi nói: ngoan. Thẩm Vân Kỳ nhìn thấy loạt hình ảnh này liền không thể chịu nổi. Nhiều năm trước là vì Tần Nhược Ái, 6 năm nay là vì Tuệ Mộc, bây giờ lại có thêm một cô vợ từ trên trời rơi xuống này. Rốt cuộc thì bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ Lưu Dinh thực sự chưa để cô ta vào mắt một lần nào sao? Cô là ai? Trình Hải Hà nhìn sang Thẩm Vân Kỳ rồi nở một nụ cười đầy sự nguy hiểm. Em gái, em đang hỏi chị hả? Cô là ai? Cô và anh ấy. Chị hả? Anh yêu à? Anh nói xem, em là ai? Em với anh là gì? Lưu Dinh bắt đầu có chút buồn cười. Nếu như đã muốn chơi thì anh sẽ không để cô phải thất vọng đâu. Lưu Dinh không ngần ngại ôm lấy Trình Hải Hà, không chỉ vậy còn hôn nhẹ lên môi của cô ấy, làm cho Trình Hải Hà có chút kinh ngạc. Cô ấy là vợ của tôi. Không, không đúng, không thể nào. Rõ ràng anh chưa kết hôn mà. Trình Hải Hà nhéo Lưu Dinh một cái, rồi mỉm cười nhìn Thẩm Vân Kỳ, nói: em gái này, việc của vợ chồng chị sao cưng đã biết nhiều như vậy? Vợ chồng chị kết hôn khi nào? Chẳng lẽ phải hỏi ý kiến của em? Cô vô liêm sỉ. Ok em gái, chị đây là vợ của anh ấy. Bây giờ em xem lại, ai mới là người vô liêm sỉ nhá. Thẩm Vân Kỳ đưa tay lên định tát vào mặt của Trình Hải Hà. Lưu Dinh cũng đang có ý định giữ lại, nhưng rất nhanh Trình Hải Hà đã ra tay rồi. Gương mặt của cô có chút nét cười đầy quỷ dị. Em gái này, tay em đẹp thật đấy. Hình như công việc của em cần dùng tay nhiều lắm phải không? Bây giờ nếu như chị bè nó đi thì sao nhỉ? Nghe Trình Hải Hà đe dọa, Thẩm Vân Kỳ có chút run sợ. Dù sao cô ta cũng không biết người con gái này rốt cuộc là ai, thân thế như thế nào, liệu có phải là con gái của gia đình tài phiệt nào hay không. Nhưng nếu Trình Hải Hà không sợ nhỏ Thẩm thì cũng rất có thể cô ấy cũng là thiên kim tiểu thư của gia đình cao quý. Bây giờ Thẩm Vân Kỳ vừa bị chính tay người mình yêu bẻ ngược vụ án. Không chỉ vậy, vị hôn phu suốt hơn 10 năm luôn bảo vệ cô ta cũng không biết đã đi đâu. Tốt hơn hết thì hiện tại cô ta không nên làm gì quá đáng. Thẩm Vân Kỳ rút cánh tay đang bị Trình Hải Hà nắm lại, rồi trừng mắt về phía Tuệ Mộc, hung hăng nói: Hoàng phủ Tuệ Mộc, xem như lần này cô thắng. Nhưng lần sau, người đối phó với cô không phải là tôi đâu. Thì lần này tôi thực sự thắng mà, còn phải xem à? Thẩm Vân Kỳ hừ một tiếng, trước khi rời khỏi đó cũng không quên nói với Lưu Dinh một câu anh sẽ hối hận rồi mới rời đi. Sau khi Thẩm Vân Kỳ bước ra cửa thì thấy Sử Vận Hiên đang định đi vào. Cô ta nhướng mày một cái, cũng không thèm nói câu nào với anh ta. Sử Vận Hiên liền gọi tên rồi đuổi theo. Tuệ Mộc vươn vai một cái: cái bộ phim này thực sự xem rất là thú vị đó chứ. Nhưng còn Lưu Dinh và Trịnh Hải Hà thì lại rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Dinh ca, anh đưa Hải Hà về bệnh viện đi, em gọi cho Ngụy Long Thần đón em là được rồi. Mộc Mộc, liệu hàm ý của Thẩm Vân Kỳ là gì? Tuệ Mộc mỉm cười rồi nhẹ nhàng như không nói: có lẽ từ khi em còn bé thì đã có một bàn tay vô hình sắp xếp mọi thứ. Có lẽ người mà Thẩm Vân Kỳ nói
chính là người đã sắp xếp. Ngay cả Hoàng Phù Đan Kiều, Tần Gia, Thẩm Vân Kỳ đều là con cờ thí mà thôi. Sau đó Tuệ Mộc rời khỏi phòng họp của Ức Chân. Trong khi đó Thẩm Vân Kỳ nên bị phong sát toàn ngành kiến trúc. Nhìn những bức ảnh kia thì Tuệ Mộc đang đoán rằng chính người đứng phía sau giật dây làm ra những việc này. Tuệ Mộc nhìn lên tấm ảnh mà Thẩm Vân Kỳ níu kéo Lưu Dinh, khẽ nhếch mép. Thật đáng mong chờ. Còn Lưu Dinh và Trình Hải Hà thì sau khi rời khỏi Ức Chân thì đương nhiên Lưu Dinh phải đích thân đưa Crut của mình về bệnh viện rồi. Trên đường đi, Trình Hải Hà chỉ giữ im lặng mà không nói gì. Bất chợt Lưu Dinh lên tiếng. Cô không sợ Thẩm Vân Kỳ sẽ đồn ra ngoài vì cô là vợ của tôi sao? Trình Hải Hà nhắm mắt rồi lắc đầu, sau đó mở to đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, tự tin nói. Có cho Thẩm Vân Kỳ 10 cái mạng, cô ta cũng không dám nói đâu. Hình như từ trước đến giờ tôi vẫn chưa biết gia đình của cô đấy. Anh quan tâm tôi lắm à? Lưu Dinh bất giác lắc đầu. Gương mặt của anh tuy không đỏ lên nhưng lại cực kỳ khẩn trương. Trình Hải Hà đối với anh ta từ 6 năm trước đã bí ẩn, bây giờ còn bí ẩn hơn. Cho dù Hải Hà và Tuệ Mộc được xem là bạn bè thân thiết, nhưng hình như cả Tuệ Mộc cũng chưa biết gì về gia đình của cô ấy. Lưu Dinh, năm đó tại sao anh lại yêu Tần Nhược Ai? Vì cô ấy lương thiện, tâm hồn của cô ấy rất trong sáng, nụ cười đơn thuần nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Tần Nhược Ái là một trong ba người con của Tần Phỉ, nhưng lại không được ông ta sủng ái như hai đứa con kia. Tần Mộc Ái vì nhan sắc hơn người nên Tần Phỉ rất kỳ vọng vào cô ta. Còn Tần Chi Ái chỉ là vì hôn ước với Ngụy Long Thần. Riêng Tần Nhược Ái năm đó cũng rất xinh đẹp, nhưng lại hay đối đầu với Tần Phỉ và Tiêu Dật, nên không được xem là tiểu thư của Tần gia. Trình Hải Hà nghe Lưu Dinh khen ngợi Tần Nhược Ái như vậy, bất chi bất giác lại có chút khó chịu trong người. Sau đó cô ấy lại hỏi thêm. Vậy bây giờ anh còn yêu cô ấy không? Không còn. Từ khi tôi gặp một người khác thì tôi mới biết tình cảm của tôi dành cho Tần Nhược Ái chỉ dừng lại ở hai từ cảm mến, không phải yêu. Trình Hải Hà mỉm cười. Thông qua chiếc kính trên xe, Lưu Dinh nhìn rất rõ nụ cười đó của cô, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng mà còn rất xinh đẹp. Nhìn thấy nụ cười này, trái tim lạnh lẽo của Lưu Dinh lại cảm thấy ấm áp, giống như có một vòng tay nhỏ ôm lấy trái tim của anh vậy, rất dịu dàng, rất ấm áp. Lưu Dinh, nếu như tôi nói trước kia ta từng gặp nhau rồi thì sao? 6 năm trước, lúc mà Mộc sinh con đúng là có gặp. Trình Hải Hà mỉm cười lắc đầu. Trước đó nữa cơ. Chúng ta từng gặp. Có lẽ là anh không nhớ đâu. Thôi đưa tôi đến bệnh viện đi, có một bệnh nhân đang cần cấp cứu. Lưu Dinh cũng gật đầu rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Nhưng trong lúc đó, trong đầu anh vẫn còn vương vấn lại một câu hỏi. Anh từng gặp cô khi nào? Đợi sau khi Trình Hải Hà bước vào bệnh viện thì Lưu Dinh cũng lái xe rời đi. Riêng Trình Hải Hà lại đứng ở phía trong nhìn ra, gương mặt lộ một nụ cười đầy sự bi ai. Có lẽ đời này anh đừng nhớ đến việc đó thì anh sẽ sống tốt hơn. Và giống như Tuệ Mộc đã đoán trước, sáng hôm sau thì trang nhất của các bìa báo đều là việc Liêu đại luật sư là con của Hoàng Phủ Đan Kiều trước khi kết hôn với chồng ngoại quốc. Tờ báo này đã rất nhanh liền được đưa đến tay của Quyền Thức. Hiện tại Hoàng Phủ Đan Kiều đã quay trở về nước ngoài, nhưng hai anh em Quyền Thức, Quyền Trạm vẫn ở đây để phát triển sự nghiệp của mình. Trong hai người thì tính cách của Quyền Thức có phần trầm tĩnh hơn, nên khi xem báo cũng không có phản ứng gì gọi là thái quá. Trái lại, Quyền Trạm lại nổi điên lên, nào là muốn phá bỏ tòa soạn báo, nào là đánh Lưu Dinh. Nhưng Quyền Thức lại lựa chọn im lặng. Nếu như Lưu Dinh đã biết thân phận của mình từ trước thì chắc chắn anh ta sẽ quay về đòi lại. Nhưng trái lại, Lưu Dinh không hề tìm đến Hoàng Phủ Đan Kiều đòi lại danh phận, mà cứ im lặng ở bên cạnh bà ấy, vừa giúp đỡ Hoàng Phủ Đan Kiều, vừa chuộc lại lỗi lầm của mẹ mình khi bắt cóc Tuệ Mộc. Có lẽ Lưu Dinh đã biết từ rất lâu rồi nên anh ta mới ra sức bảo vệ Tuệ Mộc như vậy. Bất chí bất giác Quyền Thức lại có chút khuất phục trước người anh cùng mẹ khác cha này. Nhưng đến tận bây giờ, ngay cả Lưu Dinh hay hai anh em Quyền Thức, Quyền Trạm đều không biết
Rốt cuộc người đàn ông khiến Hoàng Phủ Đan Kiều mang thai là ai? Tại sao lại chưa bao giờ xuất hiện? Ngay cả Hoàng Phủ Tước hay Linh Chi đều không biết gì về người đàn ông đó. Còn ở Trình Gia, có lẽ vẫn chưa ai biết về Trình Gia lớn mạnh thế nào đâu. Từ rất lâu rồi, Trình Gia được xem là một gia tộc có tiếng về y học ở Trung Thành, nhưng sau đó lại chuyển về thành phố T để sinh sống. Hậu duệ của Trình Gia hiện tại có hai người, một nam một nữ. Một là Trình Hải Hà, còn thêm một người anh trai là Trình Úy. Nhiều năm nay Trình Úy chỉ ở Anh để phát triển cũng như học hỏi thêm về y học. Còn Trình Hải Hà thì sau khi tốt nghiệp ở một trường danh tiếng ở Mỹ thì cô quay trở về thành phố T để làm việc, sau này lại được điều sang thành phố S. Nhưng Trình Gia muốn đứng ở vị thế như thế này thực ra cũng đánh đổi rất nhiều. Năm đó Trình Hải Hà 16 tuổi, cô đi theo cha mẹ mình là Trình Hoài Minh và Lộ Hoan Hoan đến bệnh viện thì bắt gặp Lưu Dinh và người cha nuôi là Lưu Hoành đang ngồi ăn cơm cùng nhau tại canteen của bệnh viện. Lúc đó Lưu Dinh đã hơn 20 tuổi rồi, nhưng gương mặt của Lưu Dinh vẫn ấm áp nở một nụ cười hồn nhiên với cha của mình. Lúc đó Trình Hải Hà thực sự muốn trải nghiệm cảm giác ngồi ăn cơm cùng cha mình, chỉ có hai người, nhưng có lẽ cái ước muốn đó của Trình Hải Hà mãi mãi không thể thực hiện được vì Trình Hải Minh là viện trưởng nên rất xem trọng thể diện của mình. Khoảng 2 tuần sau khi Trình Hải Hà nhìn thấy Lưu Dinh, nhưng có lẽ anh không có để ý đến cô nên Lưu Dinh hoàn toàn không biết Trình Hải Hà là ai. Sau đó thì Lưu Hoành có một cuộc đại phẫu lớn, nhưng lại bị chính tay cha cô hãm hại, khiến Lưu Hoành bị người nhà bệnh nhân kiện ra tòa rồi ngồi tù. Sau đó Trình Hoài Minh lại lấy danh nghĩa là bạn của cai ngục ở trong tù kia hạ thuốc vào thức ăn của Lưu Hoành, khiến ông ấy chết oan ức ở trong tù, dùng một tay đổ lỗi cho Hoàng Phủ Đan Kiều ép chết Lưu Hoành, khiến bà ấy phải ra nước ngoài để tránh việc này. Còn Trình Hải Hà cũng vì việc đó mà nhiều năm nay cô không muốn liên lạc với Trình Hoài Minh. Mặc dù Lộ Hoan Hoan đã nhiều lần khuyên cô nên quay về nhà, nhưng Trình Hải Hà vẫn luôn hận cha mình vì việc năm đó. Cô bây giờ là đang muốn giúp Lưu Dinh. Tuy nhiên, một người là cha ruột của cô, còn người kia là người vô tội. Vậy thì rốt cuộc cô nên làm gì đây? Hôm nay, tại Trình Gia, vì Trình Úy vừa lấy được bằng thạc sĩ quay về, nên Lộ Hoan Hoan gọi Trình Hải Hà về ăn cơm. Tuy cô không muốn nhìn mặt cha mình, nhưng dù sao Trình Úy cũng là anh trai của mình, nên cô mới gật đầu chấp nhận. Bây giờ trên bàn ăn, Trình Hoài Minh và Trình Úy cứ nói chuyện, còn Trình Hải Hà cứ ngồi ở đó mà cắm cúi ăn phần của mình. Trình Úy nhìn sang cô em gái ngày nào giờ đã lớn và xinh đẹp rồi, liền mỉm cười xoa xoa đầu của cô. Tiểu Hà sao vậy? Tại sao chỉ cắm cúi ăn mà không nói gì? À, không có gì, em chỉ đang suy nghĩ về một bệnh nhân thôi. Có việc gì khó sao? Vâng. Bệnh nhân này là người thân của bệnh nhân mà nhiều năm trước bác sĩ Lưu hạ chết. Bây giờ quay lại bệnh viện để khám bệnh. Trình Hoài Minh siết chặt đôi đũa trên tay mình. Cho dù ông biết đứa con gái này luôn mạnh mẽ, luôn tự làm theo ý của mình, nhưng sự việc năm đó Trình Úy hoàn toàn không biết gì, nên ông ta cũng không có định nhắc đến. Không ngờ đứa con gái này lại dám nói ngay trên bữa ăn như vậy. Bác sĩ Lưu, Lưu Hành đúng không? Ông ấy là bác sĩ khoa sản có danh có tiếng, không thể nào hại chết người được. Trình Hải Hà nhìn sang Trình Úy, rồi lại nhếch mép mỉm cười. Anh nói đúng đó, nhưng có lẽ lúc đó ông ấy quá mệt mỏi vì ai đó nên mới bị chết oan trong tù. Tiểu Hà, anh biết em rất thần tượng bác sĩ Lưu, nhưng dù sao việc của nhà người ta cũng không liên quan đến em đâu. Ngoan, đừng nghĩ nữa. Trình Hải Hà nở một nụ cười khinh miệt. Anh hai đúng là quá lương thiện, chẳng giống với người cha đầy hào quang ánh sáng ngày. Nếu như một ngày anh hai biết người cha mà anh luôn thần tượng chính là chủ mưu phía sau sự việc này, liệu anh có còn bình tĩnh được hay không? Vâng, em biết rồi. Hôm nay ở bệnh viện em còn có việc, em đi trước nha. Thưa mẹ con đi. Dừng một chút, Trình Hải Hà nhìn sang Trình Hoài Minh, lạnh nhạt nói. Cha, con đi. Sau khi rời khỏi Trình gia, Trình Hải Hà cũng không quay lại bệnh viện mà cô đi đến một nghĩa trang. Năm đó cô đã cho rất nhiều người để tìm được nơi mà Lưu Dinh chôn cất Lưu Hoành, và chính nơi này là nơi một bác sĩ luôn huyết với nghề của mình phải nằm ở đó suốt nhiều năm.
Nhưng cái tội trạng đó lại là bị chính tay người cha của cô đã đổ đến. Trình Hải Hà quỳ xuống trước ngôi mộ của Lưu Hoành, dập đầu vái lại ba cái. Bác sĩ Lưu, cháu là Trình Hải Hà. Chắc là chú rất hận gia đình cháu đúng không? Nhưng mà thực sự cháu cũng cảm thấy rất tội lỗi vì những hành động mà cha cháu đã gây ra cho chú và Lưu Dinh. Chú Lưu, cháu nên làm gì bây giờ? Một người là cha ruột của cháu, là người cha mà anh hai hết mực tôn sùng. Nếu như sự việc năm đó được đưa ra ánh sáng, liệu anh hai sẽ như thế nào? Trình Hải Hà vẫn ngồi đó cho đến tận mấy giờ đồng hồ. Đương nhiên dọn dẹp thì cô cũng rất sẵn lòng dọn dẹp phần mộ này. Dường như suốt nhiều năm qua Lưu Dinh chưa biết, ngoại trừ anh ta ra thì Trình Hải Hà là người thường xuyên đến thăm Lưu Hoành nhất. Bác sĩ Lưu, nếu như bác sống khôn tắc thiệt thì bác hãy chỉ dẫn cho Hải Hà biết bản thân nên làm gì. Hoặc là bác có thể báo mộng về những tài liệu liên quan đến sự việc năm đó. Cháu sẽ giúp chú rửa oan. Sau đó Trình Hải Hà rời khỏi nghĩa trang và trở về ngôi nhà của mình. Bây giờ cô thực sự phải suy nghĩ kỹ lại. Nếu như bây giờ cô đưa ra những bằng chứng xác minh cha mình chính là hung thủ thực sự năm đó, thì có lẽ Trình gia sẽ gặp biến cố lớn. Người vô tội nhất chính là mẹ của cô và anh trai. Nếu như Trình gia thực sự xảy ra biến cố này thì sự nghiệp và thanh danh đều bị ảnh hưởng, sự nghiệp của gia tộc đều bị tiêu tan. Nhưng mà nếu bắt cô tiếp tục sống nhưng lại giấu đi phần sự thật kinh hoàng đó, Trình Hải Hà thực sự không muốn. Lưu Hoành là bác sĩ giỏi, lại bị gán cái mác là bác sĩ giết người, cho đến tận bây giờ là đã qua nhiều năm rồi. Khi nhắc đến Lưu Hoành, ai ai cũng sợ hãi. Còn cha của cô, một bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy với một gia tộc to lớn ở phía sau, nhưng chỉ vì địa vị mà nhẫn tâm hãm hại người vô tội, Trình Hải Hà thực sự quá rối ren rồi. Sau đó Trình Hải Hà liền gọi điện cho Thụy Mộc. Lúc này Thụy Mộc đang ngồi ở bên cạnh An Di. Tuy giác mạc của Tần Mộc Ái đã thích ứng được với cơ thể của con bé, nhưng để chắc chắn thì sau một tháng mới được tháo băng ra. Còn về tình trạng sức khỏe thì An Di nói rất tốt. Trong khi bây giờ Thụy Mộc vẫn còn đang rảnh rỗi nên cô liền không ngần ngại bắt máy. Alo, Hải Hà. Mộc Mộc, chị có rảnh không? Chúng ta tâm sự một chút đi. Có chuyện gì sao? Vâng. Mộc Mộc, nếu như người thân của chị đã từng hãm hại ai đó vô tội, không chỉ vậy còn bức chết họ, vậy chị sẽ làm gì? Nghe đến đây Mộc Mộc cũng có thể nôm na đoán được ý của Trình Hải Hà rồi. Nhưng bây giờ cô lại đang nghĩ về hướng khác. Hoàng Phủ, Lưu Gia, Trình Gia và Ngụy Gia, liệu bốn gia tộc này có liên quan đến sự việc gì gọi là năm xưa hay không? Cô từng nghe Lưu Dinh kể về cha mình, anh ấy nói rất tự hào về người cha Lưu Hoành. Cho dù năm đó ông ấy bị tố cáo là phẫu thuật giết người, nhưng Lưu Dinh vẫn tin tưởng ông. Sự việc đã xảy ra nhiều năm rồi, nhưng Lưu Dinh vẫn đang tìm bằng chứng xác thật. Hải Hà, người vô tội mà em nói là bác sĩ Lưu Hoành đúng không? Và người thân mà em nhắc chính là cha em, viện trưởng Trình Hoài Minh. Mộc Mộc, chị biết sao? Thật ra chị đang có một suy nghĩ. Từ việc chị bị bắt cóc lúc còn bé rồi lưu lạc bên ngoài, đến khi chị gặp Ngụy Long Thần, cho đến việc Tần Nhược Ái xuất hiện, sau đó lại là việc chị nhận lại gia đình, chị quay trở về thành phố S, và việc em gặp lại Dinh Ca, dường như đều nằm trong kế hoạch của một ai đó. Họ đang sắp xếp cuộc sống của chúng ta. Trình Hải Hà im lặng một lúc. Vậy chẳng lẽ việc Trình Úy từ anh quay về cũng là một phần nằm trong kế hoạch của ai đó? Nhưng rốt cuộc người đó là ai chứ? Chị Mộc, chị biết người đó là ai không? Chị không biết. Nhưng nếu như chị không nghĩ sai hướng, thì cái chết của cha mẹ và chú hai của Ngụy Long Thần, đến cái chết của bác sĩ Lưu Hoành và cả Tần Chị Ái, đều là người đó ra tay. Cũng đồng nghĩa là Tần gia, Hoàng Phủ Đan Kiều và bây giờ là Trình Hoài Minh đều là con cờ thí trong tay của người đó. Nếu như người đó bị đưa ra ánh sáng thì người đó cũng không chết. Vì nếu xét về cái chết của cha mẹ và chú của Ngụy Long Thần, ai cũng xác minh là chết do tai nạn giao thông.
Còn về bác sĩ Lưu là do Hoàng Phù Đan Kiều ép chết. Tần Chỉ Ái là do Tần Gia hại chết, vì muốn Tần Mộc Ái một bước thành Phượng Hoàng. Còn về Trình Gia, Trình nghĩ sắp có việc gì đó xảy đến. Có thể là chính em, mẹ của em, hoặc là người nào đó. Trình Hải Hà nghe như vậy liền cứng đờ người. Hình như những phỏng đoán của Tuệ Mộc có đến 80% là chính xác. Ngụy Gia, Hoàng Phủ, Liêu Gia và Trình Gia, rốt cuộc bốn gia tộc này có mối quan hệ như thế nào? Tại sao người bí ẩn kia phải ra tay như vậy? Bây giờ hai trong bốn đã gặp nạn sát thân, bây giờ chỉ còn lại Hoàng Phủ và Trình Gia là chưa ai chết. Liệu... Hải Hà, em nghe chị nói, ngày mai em đến nhà chị, chúng ta bàn lại một chút. Việc này chị thấy có chút vấn đề. Vâng, sáng ngày mai em sẽ lái xe sang đó. Đừng, để chị gọi Dinh Ca đón em. Nếu em đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Được. Buổi tối ngày hôm đó, Tuệ Mộc được Ngụy Long Thần đưa trở về nhà của họ. Còn An Di hiện tại đang được Ngọc Tuyết và Quý Vạn Phong chăm sóc. Hiện tại Tuệ Mộc vừa tắm xong nên mái tóc của mình vẫn còn ướt. Ngụy Long Thần nhìn cô rồi mỉm cười. Hình như từ khi gặp lại cho đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên hai người họ mới có không gian riêng thế này. Trong ngôi nhà to lớn này chỉ có hai người, còn Định Viêm và Long Ân từ sớm đã được đưa sang nhà Hoàng Phủ ở với ông bà ngoại. Hơn hết nữa là hiện tại cô đang có cảm giác không an tâm, nên cô không thể nào để mấy đứa nhỏ ở lại đây được. Ngụy Long Thần nhìn Tuệ Mộc đang sấy khô tóc nhưng đang thất thần, anh liền nhận lấy máy sấy rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Em có việc gì sao? Thần, anh có nghĩ đến việc cái chết của cha mẹ và chú hai của anh có uẩn khúc hay không? Ngụy Long Thần mỉm cười nhẹ nhìn cô từ trong gương, nụ cười của anh làm cho Tuệ Mộc có chút khó hiểu. Đương nhiên anh luôn nghĩ đến rồi, chỉ là có vài điều không nên biết thì sẽ không đau lòng. Rốt cuộc tại vì sao mà em luôn có cái cảm giác giống như có ai đó đang sắp xếp cuộc đời của em vậy? Ngụy Long Thần không nói gì, anh chỉ tập trung vào việc giúp vợ mình sấy khô tóc mà thôi. Thật ra từ nhiều năm về trước, anh đã thấy cái chết của cha mẹ và chú hai của anh có gì đó rất không đúng rồi. Và hiển nhiên anh cũng từng cho người điều tra, nhưng những gì anh tra được đều khẳng định cha mẹ và chú hai của anh chết là do tai nạn. Vì thế Ngụy Long Thần phỏng đoán rằng ở phía sau sự việc này chắc chắn còn có một thế lực nào đó rất lớn. Cũng vì thế mà Ngụy Long Thần mới cố gắng hết sức mình để trở thành tổng thống của một nước để dễ dàng điều tra. Nhưng từ khi anh gặp cô, dường như anh đều không biết bản thân đang làm gì và muốn gì nữa rồi. Mộc Mộc, chúng ta kết hôn một lần nữa nhé. Tuệ Mộc xoay người nhìn Ngụy Long Thần. Cho dù bây giờ anh đã cầu hôn cô rồi, cô cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi, nhưng mà bây giờ trong lòng cô vẫn còn là một mớ hỗn độn cùng với sự lo sợ. Nếu như cô kết hôn ngay bây giờ, cô rất sợ. Chuyện này có thể bàn sau hay không? Em vẫn chưa sẵn sàng. Ngụy Long Thần xoa xoa gương mặt của cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn lướt qua, khẽ mỉm cười. Được, anh chờ em. Tuệ Mộc vòng tay ôm lấy hông của Ngụy Long Thần, anh cũng chỉ dịu dàng và tiếp tục sấy tóc cho cô. Còn về Tuệ Mộc, thật ra cô muốn tìm rõ người đứng phía sau vụ việc này là ai và vì sao người đó lại làm như vậy. Một ngày chưa đưa người thần bí đó ra ánh sáng là một ngày cô lo sợ. Liệu mục đích cuối cùng của người đó là gì? Liệu các con của cô có gặp nguy hiểm hay không? Liệu gia đình, bạn bè và người cô yêu có bị tổn hại hay không? Bây giờ Tần Gia và Lưu Gia đã có người chết vì bị cuốn vào vòng xoáy ân oán này. Liệu người tiếp theo sẽ là ai? Sáng hôm sau, như lời Tuệ Mộc nói, thì sáng nay Lưu Dinh sẽ qua nhà đón Trình Hải Hà. Đương nhiên được đón Cruz thì Lưu Dinh sẵn sàng chấp nhận rồi. Nhưng còn Trình Hải Hà ngồi trên xe của Lưu Dinh mà cứ căng thẳng. Nếu như Lưu Dinh biết vụ án của Lưu Hành là do cha của cô gây ra, liệu anh có còn vui vẻ đón cô như vậy hay không? Bất chợt Trình Hải Hà lại nở một nụ cười kỳ dị. Mà cho dù anh có biết thì sao chứ, giữa Lưu Dinh và Trình Hải Hà này có một mối quan hệ nào đâu. Bất quá thì cô chỉ là bạn của Tuệ Mộc thôi mà. Hít một hơi thật sâu, Trình Hải Hà nhìn sang Lưu Dinh, nói: Lưu Dinh, tôi có chuyện muốn nói thật với anh.
Lưu Dinh mỉm cười. Thật ra việc mà Trình Hải Hà đang nghĩ là gì thì Lưu Dinh đã đoán được rồi. Anh nhìn cô rồi cố tỏ ra hứng thú, nói: Em nói đi. Thật ra vụ án của cha anh là do cha tôi đứng chủ mưu phía sau. Tôi biết anh rất hận gia đình tôi, nhưng mà việc này anh biết lâu rồi. Trình Hải Hà giật mình ngơ ngác nhìn Lưu Dinh. Đúng lúc đó liền có đèn đỏ nên anh liền dừng xe lại, nhìn sang cô rồi mỉm cười. Trước khi anh ra nước ngoài thì anh đã biết rồi, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Nhưng em yên tâm, anh biết là Trình Hoài Minh cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Còn người phía sau thì có lẽ cần phải thêm thời gian. Anh biết. Ừ. Không chỉ anh biết người hại chết cha anh, mà anh còn thích con gái của người đó nữa kìa. Trình Hải Hà sốc. Cô đang định lên tiếng hỏi lại thì Lưu Dinh khởi động xe và lái đi, khiến cô giật mình. Lúc nãy Lưu Dinh nói thích con gái của người đó, mà con gái chẳng phải là cô sao? Không biết tại sao khi Trình Hải Hà nghe như vậy liền có chút vui mừng. Anh thích cô? Anh thực sự thích cô sao? Trong khi cô là con của người hại chết cha anh. Không chỉ vậy, anh còn biết cô gái ấy còn xem cha anh là thần tượng mà tôn sùng. Còn vì cha anh mà đi vào khoa sản thay vì khoa tim mạch mà Trình Hoài Minh kỳ vọng. Và trong những năm anh ở nước ngoài thì ngày giỗ và những ngày quan trọng, cô ấy đều đến mộ của cha anh dọn dẹp và thắp hương. Anh nói đúng chứ Hải Hà? Anh thực sự biết hết sao? Biết chứ. Anh còn biết một việc nữa cơ. Trình Hải Hà cứ nghĩ anh đã có manh mối về vụ án năm đó nên cũng lắng tai nghe. Nhưng sau khi đến nhà của Tuệ Mộc, anh dừng xe rồi nhìn cô. Anh thích em. Sau đó Trình Hải Hà chỉ nhìn Lưu Dinh rồi mỉm cười nhẹ, không trả lời cũng không từ chối, làm cho Lưu Dinh có chút lo sợ. Còn Trình Hải Hà, mặc dù cô rất muốn đáp trả lại sự yêu thích của anh, nhưng cô thực sự không dám đối mặt với bác sĩ Lưu Hoành. Chỉ vì cha cô mà ông ấy phải chết oan ức nhiều năm như vậy, liệu ông ấy có thể chấp nhận đứa con gái của kẻ hãm hại ông làm con dâu hay không? Vì thế Trình Hải Hà chỉ mỉm cười nhưng lại không nói gì. Sau đó Trình Hải Hà và Lưu Dinh đi vào nhà của Ngụy Long Thần. Nhưng có lẽ nói đúng hơn thì tài sản của Ngụy Long Thần đã là của Tuệ Mộc. Vì thế đây là nhà của nữ đại gia Hoàng Phủ Tuệ Mộc. Sau khi bước vào nhà thì bên trong hội tụ khá đầy đủ bạn bè thân thiết với nhau. Riêng Tề An là đang có việc bận nên không có mặt ở đây thôi. Tuệ Mộc thấy Trình Hải Hà và Lưu Dinh đến thì có chút suy nghĩ. Cho đến bây giờ người bí ẩn kia cô vẫn chưa biết là ai. Nếu người đó nhắm đến hai người này thì liệu kết cục của họ sẽ trọn vẹn hay không? Ngụy Long Thần nhìn sắc mặt của Tuệ Mộc có chút căng thẳng, liền nắm lấy tay của cô để trấn an. Tuệ Mộc, cô cho rằng phía sau những việc này có người sắp xếp? Đúng vậy. Và tôi còn nghĩ rằng người này là người thân cận trong gia tộc Hoàng Phủ. Ngọc Tuyết và Quý Vạn Phong đồng loạt nhìn sang cô. Vì sao Tuệ Mộc lại nghĩ là người thân cận của Hoàng Phủ? Ngọc Tuyết liền nhanh chóng hỏi lại. Sao cháu lại nghĩ như vậy? Tuệ Mộc hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Việc mẹ Linh Chi mang thai cháu, ngay cả cô Đan Kiều, cô Ngọc Tuyết và chú Thể An cũng không biết. Còn Quý gia năm đó cũng chỉ có cha mẹ Quý và Phong Ca. Riêng nhà Hoàng Phủ năm đó ở Tuệ Tiên Thôn, ngoài ba mẹ của cháu, ông nội, thì trong nhà vẫn còn có ba người giúp việc. Vì thế cháu nghi ngờ việc cháu bị bắt cóc rồi lưu lạc ở bên ngoài là do một trong ba người đó đã âm thầm thông báo cho cô Đan Kiều. Nghe thì rất có lý, nhưng mà nếu như không có sự xuất hiện của cô thì ông nội cũng chẳng để lại tài sản gì cho Hoàng Phủ Đan Kiều cả. Vậy tại sao năm đó Hoàng Phủ Đan Kiều lại giúp người đó bắt cô đi? Càng nghĩ càng cảm thấy rối não. Nhưng Ngụy Long Thần lại nhìn sang Lưu Dinh rồi nói. Theo như tôi điều tra sơ bộ thì một trong ba người giúp việc kia có một người là cha ruột của Lưu Dinh. Có lẽ gã ta đã uy hiếp Hoàng Phủ Đan Kiều về việc này chăng? Lưu Dinh cười nhạt, sau đó anh ta gật đầu. Không sai, người đó chính là cha ruột của tôi. Nhưng mà 2 năm trước ông ấy đã bị sát thủ ám sát chết rồi. Ở phía sau đó vẫn còn một ai khác nữa. Tuệ Mộc nhíu mày. Theo như lời của cha cô thì
thì năm đó Tạ Nặc Tu cũng chính là cha ruột của Lưu Dinh. Vì dinh hoa phú quý của Hoàng Phủ mà mới đồng ý yêu cầu của Hoàng Phủ Đan Kiều là làm tình nhân cho bà ta. Sau khi Hoàng Phủ Đan Kiều biết tin mình mang thai thì cũng không nói cho gã ta biết, âm thầm chăm sóc cho đến khi cái thai gần 7 tháng, sau đó lại vì một gã lắm tiền khác mà phá thai. Cũng vì thế mà Tạ Nặc Tu đem lòng thù hận. Trong bữa tiệc cưới của Hoàng Phủ Đan Kiều, ông ta đã đưa ra những bức ảnh mà hai người họ thân mật với nhau. Nhưng mà nói ra thì thấy Hoàng Phủ Đan Kiều rất may mắn. Người đàn ông ngoại quốc kia nhìn thấy những bức ảnh đó cũng không nói gì, cũng không có bất cứ động thái gì, mà lại lạnh lùng ra lệnh lôi Tạ Nặc Tu ra ngoài, rồi vẫn ô nhu trấn an Hoàng Phủ Đan Kiều. Cho dù bà ấy có xấu xa thế nào đi nữa, có phóng khoáng thế nào đi nữa, thì người đàn ông đó vẫn lựa chọn sự bao dung. Bất chợt Cổ Nhậm có chút không quyết đoán lên tiếng. Có khi nào người đó là chú út của cậu không, Ngụy Long Thật? Nhắc đến người chú út, Ngụy Thành Bái này thì thực sự anh chỉ gặp được một lần vào lúc anh 6 tuổi. Sau đó Ngụy Thành Bái luôn ở nước ngoài để điều trị bệnh ung thư máu. Sau khi chú hai qua đời thì anh cũng có nghe tin chú út bị mất tích từ bệnh viện. Đã có rất nhiều người đi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra được Ngụy Thành Bái. Tuy không có cái gì khẳng định là Ngụy Thành Bái đã chết, nhưng cũng không có gì gọi là chắc chắn rằng ông ấy vẫn còn sống. Nhưng mà có điều, nếu nghi ngờ này là đúng thì tại sao Ngụy Thành Bái phải làm những việc này? Chú út của cậu tên là gì ấy nhỉ? Ngụy Thành Bái đúng không? Đúng, là Ngụy Thành Bái. Bất chợt Tần Nhược Ái đứng lên, gương mặt vô cùng hốt hoảng. Ngụy Thành Bái, em có nghe cha nhắc về cái tên này trước kia? Ông ấy nói cái gì? Chỉ cần xử lý được LT thì Mộc Ái sẽ trở thành phu nhân hào môn. Chỉ là em không biết LT là ai thôi.